Dạ, em xin chào anh chị nha. Em tên là An, đến từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Hôm nay em có mặt tại xã Phong Nẫm, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre nha anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà có diện tích là 250m² nha anh chị. Chiều ngang mặt tiền của anh là 10m lận á. Mình ở hậu ra hơn 10m nữa. Đó, chiều sâu vô á, dài vô anh chị, mỗi bên 25m nha anh chị. Mình có 50m thổ cư. Rồi đặc biệt trên đất hiện tại có một căn nhà nằm cách cụm công nghiệp Phong Nẫm á, là chỉ 500m nè anh chị. Dạ, rất là gần luôn nha. Căn nhà này đường xe ô tô mình vô tới chỗ luôn, sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ hết. Đó. Để em quay chi tiết một vòng cho anh chị mình xem nha. Dạ. Đây là căn nhà mình nha anh chị. Đó. Nhà có hàng rào, cửa sắt chắc chắn hết rồi. Hướng này nè, là mình đi ra cụm công nghiệp Phong Nẫm anh chị. Đó, đường này là đường xe ô tô 4 chỗ mình vô được nha, 4 chỗ, 7 chỗ mình vô được luôn. Dạ. Hướng này mình đi khoảng 500m là mình tới đụm cụm công nghiệp Phong Nẫm nha anh chị. Ngay đầu đường mình có tiệm tạp hóa đó, với một dãy nhà trọ luôn. Đó. Cách khu nghiệp Phong Nẫm là chỉ 500m rồi anh chị. Nên căn nhà này mình anh chị mình có thể căn phòng ra, mình cho thuê hoặc là mình ở định cư lâu dài nữa cũng được anh chị. Đây, mình có hàng rào ha, hàng rào sắt chắc chắn hết đây. Đây. Đó. Phía trước mặt tiền mình hàng rào sắt nè. Cổng kính cổng cao tường ha anh chị. Ha. Hai cửa sắt hai bên. Đây, đường này xe ô tô mình vô tới đậu trước sân luôn. Sân này mình rất là rộng luôn à, đậu được 2-3 chiếc ô tô lận anh chị. Bên trong anh chị nhìn ra ngoài nè. Đó, mình có hai cửa sắt ha. Cửa sắt rất là chắc chắn luôn nè. Đây chưa dán gạch nha anh chị. Thì chủ xây lên á, thì không có nhu cầu để ở, nên muốn bán lại. Nên chị mình về mình chỉ dán gạch, sơn phết, tu bổ rồi sơ sơ thôi anh chị. Chủ làm tương đối hoàn thiện hết đây. Chỗ này mình có thể trồng hoa, trồng rau hết anh chị. Đây nguyên cái hành lang nè, mình hay trồng rau được luôn. Chạy dài ra sao là 25m đó anh chị. Xung quanh này gạo lưới 70 nha. Đó. Khoảng sân rất là rộng luôn vậy. Sân mình lót gạch dưới hè nè. Đó anh chị thấy không? Đây mình đậu 1, 2, 3 chiếc ô tô vẫn được nha anh chị. Dạ, em cho anh chị mình coi hình sổ trước đi. Rồi mình đi vào chi tiết căn nhà nha anh chị. Đây là sổ mình nè. Đó. Thửa đất số 549 nha anh chị. Tờ bản đồ số 10 nè. Địa chỉ là xã Phong Nẫm, huyện Châu Thành, huyện Dòng Trôm. Tỉnh Bến Tre ha anh chị. Diện tích là 251,9m². Đó, hình thức là sử dụng riêng ha. Loại đất là đất ở tại nông thôn 50m. Còn lại là đất trồng cây lâu năm ha anh chị. Dạ. Còn đây là sơ đồ sổ mình nè. Đây mặt tiền mình hướng qua đây là hướng đông bắc nha anh chị. Đông bắc. Chiều ngang mặt tiền mình á 9,96m. Đó, mình chạy vô là 25m ha anh chị. Mỗi bên 25m. Mình ở hậu ra là 10m, 10,15m. Dạ. Yeah. Giá bán chỉ là 800 triệu anh chị. Đó, em báo giá luôn cho anh chị mình ha. Dạ, yeah. 800 triệu anh chị, một sở hữu anh chị sở hữu một căn nhà. Đó, nhà và đất diện tích là 250m², cách cụm công nghiệp Tân Phong Nẫm á là chỉ 500m anh chị. Dạ, còn đây là căn nhà hôm nay em giới thiệu với anh chị là đây nè. Đó, nhà mình là này em gọi là nhà tiền chế đi ha anh chị. Đó. Đây anh, cái này mình có thể ở hoặc anh chị mình ngăn phòng ra anh chị. Đó, mình ngăn phòng ra mình cho thuê cũng tiện lắm á. Giá thuê phòng đây là từ 700 đến một khoảng từ 500 đến 700 ngàn một phòng á anh chị. Đây, khung sắt.
bên hông còn khoảng trống ha, mình thể trồng rau ha anh chị. Đây là hàng rào lưới 70, mình chạy dài ra sau mình có cái kênh thoát nước á. Dạ, khung sắt ha anh chị, khung sắt rất là chắc chắn luôn nè. Mình vào trong mình xem ha anh chị. À, tại chủ không ở á, nên cho chú hàng xóm nuôi gà lại cho ấm cúng nhà anh chị. Chú hàng xóm cũng đi tới lui quét dọn. Dạ, thì khung sắt đó anh chị thấy không, khung sắt tuy mà bằng tôn đó chị, hai bên vách tường bằng tôn đó, nhưng mà em vô đây là giờ là khoảng 2 giờ nhưng mà không thấy nóng chút nào nha anh chị, rất là mát mẻ luôn á. Hai bên bằng tôn nè. Dạ, mình có toilet đầy đủ hết, ở trên mình còn gây rác nữa anh chị. Đây ra sao mình được toilet ha. Dạ, ngay chỗ đây anh chị thấy mình làm cái bếp á. Dạ, mình để bếp nấu nướng ở đây. Còn đây là toilet, toilet dán gạch cao này khoảng 1m6 anh chị. Đó, mình có bồn cầu hết ha. Nếu mà anh chị mình mua, chủ là sẽ hỗ trợ điện nước cho mình nha anh chị. Wow, phía trên là không có la phong luôn mà rất là mát anh chị, không thấy nóng chút nào luôn á. Đây khoảng sân bên hông nè, bên đây mình có thể làm vườn phơi đồ hoặc mình trồng rau anh chị. Dạ, ở sau là con kinh thoát nước nha. Dạ, đó mình dài tới đó anh chị, ở trên mình dài tới đó là 25m đó, mình ngang là nở hậu qua. Anh chị thấy xung quanh nè, phía sau hậu mình á là sạch sẽ, không có mồ mả gì hết trơn nha anh chị. Đây, bên đây cũng lát gạch. Ở trên mình có cái gác nữa anh chị. Đó, em quay sơ rồi em đi lên cho anh chị mình xem nha. Dạ, view này là view nhìn ra đây nè. Buổi chiều á, mình lên đây mình uống trà hoặc mình có bạn tới á, mình nhâm nhi vài ly anh chị. Cầu thang này cũng rất là chắc chắn luôn nha anh chị. Đây cũng là khung sắt, vách là vách bằng tôn ha anh chị. Phía trên mình nè, đó, cũng là khung sắt hết. Nhà này, căn nhà này chiếm khoảng 50% diện tích đất anh chị. Còn lại là đất trống và sân. Đây, trên đây anh chị, nếu mà phương án mình làm ngăn phòng á anh chị, đó, trên đây mình có thể làm chia làm 2-3 phòng luôn anh chị. Còn nếu mình ở thì cũng được, bên đây mát lắm nha anh chị. Em cực kỳ thích cái loại tôn này nè. Mình vô bây giờ là 2 giờ chiều á, mà rất là mát luôn, không có la phong mà. Dạ. Còn đây, đây là khoảng trống nè, view nè, anh chị thấy không? Đó, bên đó nhà dân, gió rất là mát anh chị. Đây trên cao mình nhìn xuống nè anh chị. Dạ, đó, thấy khoảng sân không? Đây khoảng sân rất là rộng luôn. Đất này hướng đông bắc nha anh chị, mình quay qua hướng đông bắc nè, nên nắng á, nắng thì hơi chệch về phía sau lưng mình. Dạ. À vậy thế nè, con này là đường này nè, đó mình đi đường này, đó mình ra ngoài là cũng là đường đá, nhưng mà xe tải mình chạy được nha chị, đường đá khoảng 5-6m lận á. Còn đường này xe ô tô mình vô được luôn nè. Dạ, đó anh chị thấy không, nhà trọ bên cánh đó là nhà trọ đó, đó là nguyên dãy nhà trọ đó, khoảng 30 phòng lận á. Đầu đường mình có tiệm tạp hóa luôn nha anh chị. Dạ, đó là nhà dân nè. Đó, còn hướng cụm công nghiệp Phong Nẵm là hướng này nha anh chị, đi 500m là mình tới. À dạ, bên đây cũng có nhà dân nữa anh chị. Đó, khu dân cư rất là đông luôn. Cho anh chị mình xem nè. Dạ, rất là rộng nha anh chị. Cái khoảng không gian này chiều ngang mình là khoảng
khoảng 4 mét ạ. 4 mét dài là chu vi này là khoảng gần 30 mét vuông nha anh chị. Em cực kỳ thích cái view này nè. Dạ. Giá bán là chỉ là 800 triệu nha anh chị, 800 triệu. Anh chị sở hữu được nhà và đất có diện tích là 250 mét vuông. Đó, chiều ngang mặt tiền của mình á là 10 mét lận. Rồi mình nở hậu ra nha anh chị, chiều dài vô 25 mét. Thổ cư là 50 mét. Đó. Dạ bây giờ em sẽ ra ngoài, em sẽ đi từ đây nè, em ra ngoài tới cụm công nghiệp Phong Nẫm luôn cho anh chị mình xem nha. Dạ. Dạ, đường này là đường đá nha anh chị. Đó, đường đá mà xe ô tô mình vô được luôn. Đó. Còn trong đây là còn rất là nhiều nhà nha anh chị. Đường cũng như là đường thông á. Cụm công nghiệp Phong Nẫm thì có tổng diện tích là hơn 42 hecta. Đó, thu hút hơn là 3.000 lao động nha anh chị. Thu nhập rất là cao luôn, từ 7 triệu đến hơn 10 triệu anh chị. Đó, mà xung quanh thì nhà trọ còn rất là ít anh chị. Hầu như là nhà trọ nào mình mới xây ra là đều kín phòng hết à. Nhu cầu nhà trọ đang rất là cao luôn. Nên anh chị mình có thể ngăn phòng cho thuê ha anh chị. Dạ. Cách cụm công nghiệp Phong Nẫm á là chỉ 500 mét anh chị. Đây, hướng này là mình vô có công ty nè. Ngay bên đây trái anh chị là có nguyên dãy nhà trọ nè. 20 phòng anh chị, có tiệm tạp hóa luôn. Dạ. 3.000 lao động nha anh chị. Đó, 3.000 lao động. Hai bên đường nhà dân rất là đông nha anh chị. Dạ. Từ đất của mình á ra đường quyền lộ 133 anh chị, đường Cô Kim Ngân á. Dạ. Đường đó là khoảng 700 mét anh chị. Đường cầu Phong Nẫm nữa. Rồi mình đi thành phố Bến Tre á là khoảng 7 cây số nha. 7 cây số anh chị. Tới đây mình có một cái ngã tư nha anh chị. Anh chị thấy không? Tới đây là nhà dân rất là đông rồi. Dân cư đông rồi. Hướng này là mình vào ủy ban á, ủy ban Phong Mỹ anh chị. Là khoảng 800 mét nữa là mình tới ủy ban ha. Trạm y tế cũng nằm gần đó luôn anh chị. Trường tiểu học, trung học cơ sở luôn. Dạ. Hướng này là mình ra cụm công nghiệp Phong Nẫm nha anh chị. Ngay đầu đường hồi nãy mình cũng có công ty dừa anh chị. Ngay chỗ mà em giới thiệu với anh chị là mấy căn nhà trọ đó, khoảng 20 phòng trọ anh chị, là cũng có một công ty dừa lớn lắm. Đường này hiện trạng là đường nhựa nha anh chị. Dạ. Đây mình có cái tiệm thuốc tây nè. Đó, anh chị thấy không? Đây, đây là mình vào được cụm công nghiệp Phong Nẫm rồi nha anh chị. Rất là nhiều công ty luôn á. Đây công ty bên đây trái mình nè. Công ty mặt nạ thạch dừa nè anh chị, có trụ ATM nữa ha. Đó, đầy đủ các tiện ích luôn.
công ty xuất nhập khẩu Bến Tre nè, công ty thành công á anh chị. Đây, công ty xuất nhập khẩu Bến Tre ha. Anh chị xem video nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh nha anh chị, để ủng hộ tụi em cũng như để tụi em có thêm những động lực để làm những video tốt hơn nha anh chị. Bên nhà đất Bến Tre tụi em thì chuyên nhận ký gửi mua bán nhà đất, đặc biệt là quay video mua bán chính chủ. Dạ. Phía trước mình là đường quyện lộ 1.3 nha anh chị, 1.3 mới á. Anh chị thấy hàng quán kinh doanh hai bên đường không? Rất là sung túc luôn. À, hướng này là mình về thị trấn Dòng Trơm nè anh chị. Khoảng 500m là mình có được cây xăng ha. Còn này là cầu Phong Nẫm nè. Dạ. Hướng này là mình vào trung tâm của thành phố Bến Tre nha anh chị. Đó, mình đi hướng cầu Gạch Miễu, mình đi khu công nghiệp Giao Long. Dạ, ngã tư Tùng Dậu anh chị. Em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Kính chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị trong những video gần nhất nha anh chị. Dạ, chào tạm biệt anh chị.